hàng ngàn người, bà con xôn xao đưa sơ hài Thích Minh Tuệ đến nghĩa địa này ngủ. Nói thì giấc này trời tối nha mọi người, thầy Minh Tuệ Dũng vẫn chưa ngủ được. Ngày hôm nay cái chỗ nha, chưa có chỗ đó ha. Đang có rồi nhưng hơi xa chút xíu. Hơi xa ha. Cách đây một cây 700 mét. Thầy bây giờ là đang đi trên đường để mà tìm cái một cái chỗ ngủ nha mọi người. Đó là chưa có chỗ nha. Mình cứ đi cho đúng cái lộ trình đường của mình. Đây là số 15 điểm thịt ha. Chào nghe quý vị ạ. Chị ở đây là số 15 điểm thịt. Quý vị chia sẻ lên giúp thằng 500 người đi quý vị ạ. Nhanh quý vị ạ. Hình ảnh đẹp rồi mình lấn đường trở thành hình ảnh xấu đó. Mình cái chiều tham gia giao thông cho nó chính xác, nó đúng cái làn đường của mình. Số lượng Phật tử rất là đông cho nên là yeah.
đi. Bây giờ là thực ra là hôm nay là các sư rất là mệt á, không có thời gian nghỉ giữa chừng. Ta đi lên chút xíu. Mấy hôm là em thấy có nghỉ trưa luôn, giờ này đâu nghỉ trưa đâu. Không có nghỉ luôn. Thế là rất là mệt. Bây giờ về là các Phật tử cũng không tiếp cận, không nên tiếp cận các thầy để các thầy nghỉ. Để lại lăn lộn cái đã rồi. Đi xuyên suốt như vậy đúng là hơn người còn khó chịu luôn. Thầy cũng không dùng nước, không dùng cái gì hết, không quá trên đường. Thì vào khu đô thị là rất là khó nghĩ, không phù hợp. Nóng rút quá. Nhiệt độ Nghệ An thì quý vị biết rồi đó, rất là nóng nực. Xa xa chút anh ơi. Xa xa tí. Em lùi xuống anh bị bay ra. Khó đi rồi. Quý vị chia sẻ mạnh lên giúp mình 1.000 người nhé. Tại là sắp tới thì những gì có hôm nay buổi sinh tệ mà kia tiếng hơn. Không được, sáng mai. Sắp tới nghỉ trang quý vị quá mừng luôn. Đi đường này rất là dài. Lúc đầu là tôi nghĩ là được 4 giờ chiều. Tuy nhiên là tàu họ cho nghỉ cũng ý nha. Do bà con Phật tử đến quá đông. Sư thầy đã đến chỗ nghĩa trang rồi nha mọi người. Đó, thì nghĩa trang này là cái nơi của thầy ở nha. Rồi. Thế thì các bác vừa 6-8-5-6 người vô thôi nhá. Dừng lại. Các bác 6 nhá. Từ đây dừng lại nhá. Anh đang đi đây. Trời đừng hợp. Ngoài rất chật hẹp. Rất là mệt nhá, cả phần tử ngoài nhá. Để cả thầy nghỉ. Hôm nay không có nghỉ giữa chương. Các bác ở ngoài thôi. Bước qua thôi. Nói thì sư thầy đã vô trong đây rồi nha mọi người. Tán Phật tử nha, đi xuống nha. Các em đi xuống này thấy nhìn chứ. Thấy nhiều. Các em vào nhá.
Thầy sao thầy? Cái đây buổi sáng giờ đâu có ăn đâu. À thế con mời thầy xong cái này mà thầy nghĩ bây giờ nó. À được rồi mời người nghỉ đây. Mời thầy xong cái này ngồi nghỉ ở đây rất đông vật tụ quá nên thầy tạo lời nên. Vừa thầy qua lên. Phật tử mà con ở đây hoan hỷ bữa nay thầy. Anh ơi, đã mà phụ xuống, được rồi anh ơi. Trời ơi, ai đẩy mà lên vậy? Ai đẩy mà lên vậy? Mọi người trong đây rất là đông mọi người. Mọi người không? Mọi người rất là đông. Quá trời đông luôn nha mọi người. Đông quá sập cái đường nha. Bà con ở đây rất đông nha. Đấy, gì tay đâu mà cầm cái cây này nữa, cầm có được đâu. Quay cho mọi người đâu. Cái này là của ai? Không là cái nước dừa nó vừa cái là